Cái nồi áp suất mã này là mã số 60 4.5 lít nhé. Đây. Hiện tại là đây là mức thang áp suất này đang ở mức cao này. Đấy. Khi áp suất lên cao á thì là cái cột này nó sẽ dâng lên này. Đồng thời nó sẽ khóa vung luôn. Khi ta muốn xả một phần áp suất ấy, ta kéo tụt lại một chút này. Đấy. Mình tắt bếp nhé. Đấy. Khi nào xả hết hoàn toàn áp suất thì ta có thể mở được vung ra. Ở đây có hai trạng thái này, khóa vung khi ta đậy lại thì ta phải đẩy nó lên đấy, như này để khóa. Khi mở ra thì kéo xuống hết cỡ để cho xả hết áp suất. Khi đó thì cái nút này nó sẽ tụt xuống hết cỡ này. Khi đó thì cái chốt khóa vung nó sẽ được mở ra. Đây, mình xả áp suất này, áp suất sẽ ra cả ba hướng, hai bên này và ở phía trên đấy. Còn khi áp suất dư thì nó sẽ ra ở đây. Khi ta xả áp suất này, cái này nó tụt dần nhé. Đấy. Đây là vị trí của van áp suất ở đây nhé. Khi xả xong hết áp suất thì ta có thể mở vung ra được nhé. Đây vị trí này. Đấy, khóa này, mở này. Vị trí cho các điểm chấu này nằm ở giữa.